lại là Phước Sửu đây cả nhà ơi. Ngày hôm nay Phước Sửu sẽ cập nhật những thông tin nóng hổi về các dự án bất động sản và các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề được rất là nhiều người và khách hàng quan tâm, đó là việc hạ đường lưới điện 500 kV đang đi ngang qua dự án GS Metro City. Đây là một trong những vấn đề quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của dự án mà còn ảnh hưởng đến tiềm năng đầu tư bất động sản của khu Nam. Hãy cùng Phước Sửu đi sâu vào chi tiết nhé. Trước khi đi vào chi tiết hạ lưới điện 500 kV, chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về GS Nhà Bè. Dự án này được phát triển bởi tập đoàn GS Hàn Quốc, đến từ một tập đoàn rất là lớn trong lĩnh vực bất động sản quốc tế. Vị trí chiến lược GS nằm tại Nhà Bè, khu vực phía nam của thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ. Đây là những dự án đô thị với quy mô lên đến 349 hecta, bao gồm các khu nhà ở cao cấp, biệt thự, khu thương mại và tiện ích hiện đại. Tầm nhìn và thiết kế, GS được quy hoạch như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tất cả những tiện ích như công viên, trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện và các khu vui chơi giải trí. Dự án này hứa hẹn sẽ mang đến một ngôi trường sống đẳng cấp và hiện đại cho cư dân. Tuy nhiên, ngay khi dự án bắt đầu, đường lưới điện 500 kV ngang qua dự án đã được trở thành một yếu tố gây lo ngại không ít người mua và nhà đầu tư. Các bạn có biết không, đường điện cao thế như thế sẽ gây ra một vấn đề không mong muốn cho những dự án bất động sản xung quanh, lo ngại về an toàn. Đầu tiên, lưới điện 500 kV thường gây ra những lo ngại về an toàn, đặc biệt là sức khỏe của cư dân gần đó. Mặc dù chuyên gia và các cơ quan chức năng luôn đảm bảo rằng lưới điện này tuân thủ các quy định an toàn, nhưng việc tiếp xúc gần với các lưới điện cao thế có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe trong dài hạn, tác động đến giá trị bất động sản. Không chỉ có yếu tố sức khỏe, sự hiện diện của đường lưới 500 kV cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị bất động sản trong khu vực. Nhiều người mua nhà thường lo ngại chọn những căn hộ hoặc những căn biệt thự dưới đường, gần dưới đường cao thế, và điều này sẽ dẫn đến việc giảm giá trị của bất động sản. Và một cái vấn đề nữa là vấn đề thẩm mỹ đô thị. Ngoài ra, đường điện 500 kV cũng ảnh hưởng đến cảnh quan và thẩm mỹ của toàn bộ dự án. Một dự án cao cấp như GS Metro City chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tạo dựng một không gian sống đẳng cấp và hài hòa. Do đó, sự hiện diện của cột điện cao thế khổng lồ ngay dưới khu đô thị sẽ giảm đi giá trị thẩm mỹ của khu vực. Và ngày hôm nay, như mọi người nhìn thấy thì quyết định hạ đường lưới điện 500 kV. Trước những lo ngại này thì việc hạ lưới điện 500 kV trở thành một quyết định cần thiết và được nhiều người mong đợi. Đến nay, thời gian thảo luận, chuẩn bị và dự án di dời 500 kV đang được tiến hành với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của hệ thống điện cao thế đi ngang qua đô thị. Bây giờ là như mọi người nhìn thấy thì chủ đầu tư và các cơ quan chức năng, những cái đội công nghệ kỹ thuật cao đang trong quá trình hạ ngầm đường lưới điện một cách an toàn, không ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của cư dân xung quanh ha. Như kết quả mong đợi, sau khi hoàn tất, đường lưới điện sẽ không còn xuất hiện trên mặt đất và các cảnh quan tại khu GS Metro City sẽ được cải thiện đáng kể. Điều này sẽ tạo ra một không gian sống hài hòa, thoáng đãng và an toàn cho cư dân, đồng thời giúp giá trị bất động sản tại dự án này tăng lên rất là cao. Như mọi người nhìn thấy thì tất cả những cái thờ điện của điện lực Nhà Bè đang nêu và xây dựng một cái trụ tháp kế bên trụ tháp 500 kV và chuyển cái đường điện cao thế 500 kV này đi sang một cung đường khác và không đi ngang qua cái dự án GS Nhà Bè. Như vậy sẽ tạo việc đó là kết nối đường điện 500 kV một cách dễ dàng và không bị cắt nối, và đồng thời dự án sẽ mất đi đường điện 500 kV và tạo dựng một cái mặt bằng và một cái nơi gọi là cực kỳ đẹp cho dự án ha. Rồi, việc hạ đường lưới 500 kV tại dự án GS Metro City là một bước đi rất là cần thiết và hợp lý, không chỉ giúp cải thiện cảnh quan an toàn cho cư dân mà mang lại tiềm năng giá trị lớn cho bất động sản tại khu vực này. Nếu bạn quan tâm đến việc mua nhà hay đầu tư vào khu vực này, chắc hẳn đây là một thông tin cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi kênh, đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bất động sản. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.